Hello tất cả anh chị em của chú bác đang xem video trên AN10 News Cái video này thì anh Nguyễn sẽ nói về lá ảnh bắt nạt tại nơi làm việc là Bully and Harassment Vì sao anh Nguyễn mới làm cái video này là hiện tại bây giờ anh Nguyễn đang làm cho công đoàn là bảo vệ quyền lợi của người công nhân thì gặp rất là nhiều người Việt mình lại là bắt nạt người Việt mình trường hợp như má cụ bắt nạt má mới rồi người Việt mình là làm supervisor, làm manager là bắt nạt những người công nhân là người Việt mình Vì thường thường anh chị biết là cái hạn nào mà có người Việt thì sẽ là có nhiều người Việt làm Thì mình kéo khách, kéo bàn, kéo bè vào làm chúng thì lại bắt nạt chúng nhau Thì bây giờ, anh Nguyễn sẽ chia ra hai trường hợp mà người quản lý Nói chung là supervisor hay là manager mà người Việt Người đầu tiên đó, đó là những người lớn tuổi sang đây với trường hợp là vực biên trước đây rồi làm lâu năm lên lão làng rồi Ngoài ra là bắt nạt bắt nạt người việt mình thì có thể rằng là những người mới cô chủ bác mà mới sang là không có tiếng ăn nên là dễ bị bắt nạt rồi những người mới sáng thì lại không có tiếng ăn chui vào đó làm thì đôi khi là những người lớn tuổi này có cái mặc cảm về những người trẻ sang úc là công sản và không tin những ngày này là chống cộng thế là người ngửa ngửa mắt là chơi là bắt nạt với thêm bullying người ta sau trường hợp đó thì anh chị cần phải giải thích thì người ta sẽ hiểu ra thì người ta sẽ không có chống đối mình và hoặc là không có chen ép mình đâu cái đó là sai nhưng mà anh nguyễn sẽ nói về cái phần làm sao để mà giải quyết vấn đề này ở sau cái video trường hợp số hai là những người trẻ mới sang lại có tiếng anh thế là ảo tưởng quyền lực và lại bắt nạt những người lớn tuổi mới sang hoặc là sang lâu nhưng mà không có tiếng ăn hoặc là những người trẻ mới sang đó là hai cái loại người mà hay bắt nạt những người khác cho dù người ta có uh, tiền tiếng Anh rồi làm được supervisor hay là làm manager thế là quay ra bắt nạt người Việt mình và nguyện Nguyễn gặp rất là nhiều nhưng mà trong cái video này anh Nguyễn muốn nói đó là người chủ sử dụng anh chị khi còn có tác dụng mà thôi ví dụ như vì anh chị push người ta làm nhanh vì anh chị lá mặt người, người ta làm nhanh người ta làm nhanh người ta làm rất là nhiều hàng thế là lúc đó ông chủ ông ngồi ông cười vì anh chị đang làm được việc nhưng mà nên nhớ Cái người cũng những người ta nhớ rằng là nhớ cái người ở dưới thôi Chờ người ông chủ đâu thể đâu Có lúc nào ông chủ lá đâu Nhưng mà cái người supervisor lá trước thì tôi thấy trước ha Là mình mang tiền ở đây Đó là cái đầu tiên Cái số 2 á Nếu như một ngày nào đó Cái hoạt động cái business đó bị thay đổi Như là chủ bán thay đổi manager mới Thay đổi giám đốc mới Liệu những người mới vào nó có theo mình, ủng hộ mình hay là không? Khi còn quyền lực, khi ông chủ còn vui với mình mình làm cái gì á cho dù công nhân nó cầm lén đi chăng nữa nó có phạt ứng đi chăng nữa thì HR là bộ phận nhân sự hoặc là ông chủ người ta sẽ cao cho mình cái đó đúng lúc đó là con từng dục được nhưng mà khi business đã thay đổi rồi á mà người mới vào người ta không happy với mình nữa thì lúc đó anh chị lầu chân á là bị mất việc trước là những người công nhân này này người ta tập hợp lại với nhau và người ta để trên lên một cái bảng uh, báo cáo thế là thằng chủ mới nó ra nó quốc bên trước này mày làm sao không biết nhưng mà có rất là nhiều người cầm lên về vấn đề bắt nạt làm ăn của mình trong cái trường hợp này hoặc là mình uh, cho người ta mua đồ ăn đồ về đó là là gọi corruption đó rồi mua đồ ăn bắt buộc người ta mua đồ ăn cho mình liên tục và thường xuyên thì cái đó nó gọi rằng là corruption chứ còn lâu lâu mua một cái ổ bánh mì cho người, người supervisor ăn thì cái đó nó chưa cậu thành được nhưng mà đưa tiền này mua đồ ăn liên tục này tặng nước hoa này tặng quà này thì cái đó chúng quy vào á, là corruption đó và khi mà công nhân mà thưa thì là mày chuyện rồi khi trường hợp mà khi mà cơm không lành cánh không ngọt rồi á thì ông chủ mới này đôi khi nó thay đổi chứng hoặc là chủ cũng được nó đổi chứng đi quay ra nó chơi mình là mình mất việc luôn nên anh chị á nếu như người việt mà đã làm được những cái chức đó cuối chung quy lại mình vẫn là người công nhân của cái hãng đó cho dù cái danh hiệu của mình cái mask của mình là supervisor Vậy thôi Chỉ còn lại mình vẫn là người công nhân Mình vẫn là người làm công ăn lương Chứ không phải là làm chủ Nên lời khuyên bạn nguyện Thì mình làm ra được việc cứ làm Nhưng mà đừng la mạng công nhân Nếu như sai Kêu ra nói nhỏ Hoặc là sửa sai cho người ta Mình không phải là người Việt La mạng người Việt Rồi trong trường hợp đó Một người Tây la mạng người Việt mình thì sao? Mình phải bảo vệ người Việt mình với nhau Chứ còn người Việt mình hay có cái tính là ăn cổ đi trước lôi nước theo sau thành ra là ai mà làm trước thì làm trước cho mình nhưng mà thấy có chuyện á, là mình bỏ chạy thế là không tốt thế là không tốt mình phải đồng lòng với nhau giúp đỡ lẫn nhau tại một cái nơi làm việc nào đó rồi bây giờ nếu như trường hợp mà bị bắt nạt mà không phải là người việt mình nữa mà là người tây bắt nạt mình hoặc là một người công nhân bắt nạt mình thì anh chị lúc nào cũng sợ bất việc cả và có nhiều anh chị là Gia chân là sợ nói ra làm chủ nó không happy thì cách đầu tiên á, là mình đừng bao giờ nội động Nói chuyện rất là nhẹ nhàng, nói chuyện rất là điềm tĩnh. Tao thấy ngày hôm đó à, Con này nó la bằng tao bằng cách này cái này Mình báo cáo Và nếu như cảm thấy bên stress Báo cáo với bác sĩ gia đình luôn Để sau này mình có thể claim work covers Về mental health issue Là người ta la mạng quá và mình bị stress Và mình bị ảnh hưởng đến cái tinh thần của mình nữa Thì mình nên báo cáo Thấy chưa? Anh chị thấy đơn giản chưa? Trường hợp nó trạng lương không đồng điều Hoặc là trạng lương thấp quá hay là gì gì đó mình vẫn dùng ngôn ngữ đàm phán để mà làm việc trước sau khi mà không giải quyết được á, thì mình làm lớn làm lớn ở đây thì có thể rằng là kiện tụng có thể ra tòa có thể làm formal complaint thì lúc đó mình sẽ có được nhiều pháp lý hơn cũng biết là anh chị muốn đi làm chứ không ai muốn kiểm truyền cả đi làm để mà nhẹ đầu óc chứ không phải muốn kiểm truyền nhưng mà gặp những trường hợp như vậy mình phải làm và cái cuối cùng đó là khi mà mình không còn xác định làm cho cái công ty này nữa thì mình cần làm lợn truyền lên Lợn truyền lên thì công ty thường thường á, Nếu như mà mình đã có ý định nghỉ rồi á, Lờ Làm cho nhanh, nghỉ luôn cho khỏe Rồi nó trả tiền cho mình, nó nghỉ đi Cho nó đỡ bị nhức đầu Thì chủ thường thường nó làm như vậy Và khi mình còn làm á, thì mình còn quyền nhiều hơn Là khi mình đã nghỉ rồi Hồ sơ của anh chị á, thì có đến 6 năm, 7 năm à, Nhắc một tí á, là Những cái gì mà gọi rằng là, là xử lý kỷ luật Là disciplinary thì nó có giá trị trong vòng 12 tháng thôi hoặc là 6 tháng, tùy theo cái công ty anh chị kiểm tra lại là như thế này á ví dụ như um, 12 tháng trước mình có uh, bị cầm lên là lâm chậm thì 12 tháng sau đó cái đó nó hết rồi, nó hết hiệu lực rồi bây giờ cái mới vào á, thì nó có hiệu lực tiếp chứ không phải rằng á, là khi mà đụng chuyển rồi lối hết tất cả lịch sử 6 năm này ra để mà đuổi việc mình nó chỉ có giá trị trong vòng 12 tháng hoặc là 6 tháng, tùy theo cái chính sách ví dụ như mà mình bị cảnh cáo lần đầu tiên thì cảnh cáo số 2 á, thì có thể đang là 3 tháng có thể là 6 tuần có thể là 4 tuần để mà xem thử cái cảnh cáo đó bây giờ là hết chưa ví dụ như mà nói mình làm chậm thì sau 4 tuần xem thử mình đã hết làm chậm chưa và công ty có nhiệm vụ là phải train mình phải hỗ trợ cho mình để mình không còn bị lỗi nữa ví dụ như mình lá mạng người ta thì 3 tuần sau có lá mạng nữa không hay là 6 tuần sau lá mạng nữa không và nếu như không có gì cả thì từ đồng 62 tháng nó sẽ hết cái hiệu lực cái đầu tiên là đi. Và anh chị nhớ rằng hết rồi thì nó sẽ không lối cái đó ra để mà bắt nạt mình hoặc là đuổi việc mình đâu. Mà phải dùng một cái mới. Nên à, đi làm á, thì người Việt mình à, cố gắng làm sao là cho dù mình làm cái chức có cao hay chăng nữa thì cũng phải à, chăm sóc cái người công nhân của mình. Vì như anh vừa nói là, là mình cũng là người làm công ăn lương thôi. Chứ cũng phải là mình làm chủ cho dù mình có cái chức có quyền một tí. À, mình làm bằng công nhân thì công nhân người ta nhớ mình á, là suốt đời. À, nhớ cái bà này chửi người ta rất là nhiều nhớ cái ông này chuyện người ta rất là nhiều nhưng mà không ai nhắc đến ông chủ vì nó không thấy mặt và ông chủ cũng không có lá nhưng mà toàn là nghe mình lá không thôi à nên cái tiếng tắm của mình á, thì để cho nó thơm một tí chứ đừng để cho người ta thấy mà bỏ chạy ok cảm ơn chị đã xem video trên an channel cho người thực hiện nếu thấy video hữu ích thì vui lòng bấm share bấm subscribe